Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa ngày 4 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật có trong chương trình ngày hôm nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên 2024 về chủ đề vai trò của các cơ quan đơn vị, các cấp chính quyền trong đảm bảo sự phát triển của thanh niên trước những tác động trên môi trường mạng. Mường Khương tăng cường phòng chống cháy rừng. Sản phẩm cá ngừ của Việt Nam đã xuất khẩu sang hơn 80 thị trường, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Tin thế giới, Lào, Thái Lan khai trương hệ thống thanh toán xuyên biên giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2024 về chủ đề vai trò của các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền trong đảm bảo sự phát triển của thanh niên trước những tác động trên môi trường mạng. Dự hội nghị đối thoại có đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và hơn 300 đại biểu thanh niên trong toàn tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các nền tảng mạng xã hội như hiện nay, bên cạnh nhiều tiện ích cũng gây ra không ít hệ lụy, chứa đựng nhiều nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu thanh niên trao đổi, thảo luận một cách cởi mở, thẳng thắn về những giải pháp an toàn giúp bảo vệ thanh niên trước những thông tin độc hại trên môi trường mạng. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các cấp chính quyền cần có những giải pháp cụ thể để bảo vệ được thế hệ thanh niên phát triển toàn diện về tư tưởng, ý chí và tinh thần. Tại chương trình đối thoại, đoàn viên thanh niên đã đặt nhiều câu hỏi đến lãnh đạo tỉnh như các giải pháp để hạn chế các thông tin xấu độc và đảm bảo an toàn an ninh mạng trên địa bàn tỉnh, hiệu quả các chương trình giáo dục, tư vấn an toàn an ninh mạng, chính sách cho thanh niên tiếp cận sàn thương mại điện tử, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, các biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đã trả lời, giải đáp đối với các kiến nghị, đề xuất của thanh niên trên tinh thần cởi mở, trách nhiệm, đảm bảo sự phát triển của thanh niên trước những tác động trên môi trường mạng. Tham dự hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc về với Điện Biên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, đoàn Lào Cai xuất sắc giành 3 huy chương. Theo đó, hoạt cảnh ca múa Sáng mãi thiên sử vàng Điện Biên giành huy chương vàng. Liên khúc ca múa, khúc quân hành chiến sĩ, nghệ sĩ và hòa tấu nhạc cụ vì nhân dân quên mình hát mãi khúc quân hành giành huy chương bạc. Các hoạt cảnh lấy cảm hứng từ những ngày tháng cam go ác liệt thời kháng chiến chống Pháp và chiến thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu. Tỉnh Lào Cai đã xây dựng chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Sáng mãi thiên sử vàng Điện Biên. Mỗi tác phẩm ca múa nhạc, hoạt cảnh đem đến hội diễn là sự tự hào, tình yêu với lịch sử dân tộc. Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc về với Điện Biên có sự tham gia của 37 đội tuyên truyền lưu động thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đội đã lưu diễn phục vụ nhân dân từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 năm 2024 tại 32 huyện, thị xã, thị trấn thuộc 9 tỉnh, thành phố. Năm 2024, thị xã Sapa phấn đấu số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt từ 1.350 đến 1.400 tỷ đồng. Với sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch dịch vụ, kinh tế du lịch được xác định là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, để đảm bảo tăng nguồn thu từ lĩnh vực trọng điểm này, nhiều giải pháp đang được thị xã tập trung chỉ đạo triển khai. Với hơn 150 phòng nghỉ cùng nhiều dịch vụ đi kèm như tổ chức sự kiện, phục vụ khách ăn uống, spa, năm 2023, khách sạn này nộp ngân sách nhà nước gần 8 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu doanh thu đạt 90 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 9 tỷ đồng năm 2024. Cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ, khách sạn đưa ra nhiều chương trình ưu đãi để thu hút khách. Chúng tôi đã có các động thái trong thúc đẩy du lịch Sapa nói chung và khách đến resort nói riêng, nhờ các ưu đãi về giá dịch vụ, gói bán mới về dịch vụ ăn uống, ẩm thực. Kỳ vọng đạt doanh thu 90 tỷ đồng trong năm 2024, thì chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ về thuế ở mức tương đương. Sapa hiện có 1.286 cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ.
trong đó có 766 cơ sở lưu trú, trên 3.700 cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu niệm và quà tặng. Ngoài tăng cường quản lý, siết chặt nguồn thu tại các cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ, thị xã cũng tập trung nâng cấp hạ tầng, làm mới các sản phẩm du lịch. Mục tiêu hướng đến là tăng khả năng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách. Các dịch vụ khách sạn, nhà hàng, rồi là xe điện, xe taxi, những dịch vụ bán hàng lưu niệm, thì tất cả những dịch vụ về giá là sẽ phải đảm bảo để giữ được hình ảnh của Sapa, giữ được cái mức giá chi tiêu phù hợp cho người du lịch, khách du lịch, thì từ đó thì người ta sẽ đến với Sapa thường xuyên hơn và người ta sẽ có những ấn tượng tốt đẹp hơn về Sapa. Từ đầu năm đến nay, số thu ngân sách từ du lịch của Sapa đạt trên 55 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 28% kế hoạch năm. Để tăng nguồn thu, cơ quan thuế tăng cường phối hợp với chính quyền thị xã, tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ các hoạt động cho thuê đất và thuê nhà phục vụ du lịch. Triển khai cái chỉ thị 09 của Ủy ban nhân dân thị xã Sapa về triển khai thu đối với các cái hộ cho thuê nhà. Đến hết 31 tháng 3 này thì chúng tôi đã triển khai thu vào ngân sách được 780 triệu rồi. Mà dự kiến là cái lộ bộ mà chúng tôi sau khi chúng tôi tổng hợp các nguồn thông tin thì chúng tôi dự kiến nguồn thu này sẽ là thu được khoảng trên 4 tỷ. So với đây là nguồn thu mới phát sinh trên địa bàn. Chú trọng giải pháp tăng nguồn thu, đồng thời tăng cường các hoạt động quảng bá, thu hút khách du lịch đến địa bàn. Đây là giải pháp tạo tiền đề vững chắc để thị xã Sapa hoàn thành mục tiêu thu từ lĩnh vực du lịch dịch vụ đạt trên 197 tỷ đồng theo kế hoạch tỉnh giao năm 2024. Tiếp theo là một số thông tin về thị trường xây dựng. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, thị trường vật liệu xây dựng tiêu thụ khá trầm lắng. Dự báo đến giữa năm 2024, thị trường vật liệu xây dựng mới sôi động trở lại. Tại các cửa hàng, đại lý vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Lào Cai, giá vật liệu xây dựng vẫn giữ ở mức ổn định, tuy nhiên sức mua chậm. Cụ thể, đối với thép cuộn CB240 là 15.450 đồng đến 16.250 đồng một kg, và thép thanh vằn D10 CB300 là 16.250 đồng đến 16.750 đồng một kg. Thép đặc dân dụng giá 150.000 đồng đến 280.000 đồng một cây. Giá sản phẩm cát xây dựng có giá dao động từ 140.000 đồng đến 340.000 đồng một khối. Cát sông Hồng và sỏi 280.000 đồng một khối. Gạch lỗ nhỏ 1.200 đồng một viên. Gạch bê tông loại đặc giá 1.300 đồng một viên. Bê tông 1.050.000 đồng một khối. Cùng với đó, giá xi măng các loại đang được bán ở ngưỡng 1.200.000 đến 1.600.000 đồng một tấn. Dự kiến trong thời gian tới, giá vật liệu xây dựng có khả năng tăng nhẹ bởi ngành xây dựng đang có dấu hiệu phát triển trở lại. Các chính sách liên quan đến bất động sản được nới rộng hơn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ký văn bản số 1562 yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường giải pháp duy trì, phát triển vùng nguyên liệu chuối, dứa, cây ăn quả ôn đới trên địa bàn giai đoạn 2024-2025. Theo đó, các địa phương chủ động rà soát toàn bộ quỹ đất hiện có trên địa bàn để quy hoạch vùng trồng, bố trí đất sản xuất chuối, dứa, cây ăn quả phù hợp theo định hướng chung của tỉnh và phải đảm bảo duy trì, mở rộng quy mô diện tích. Xây dựng kế hoạch luân chuyển diện tích đất trồng chuối lâu năm, đất trồng cây giá trị thấp sang trồng chuối, dứa, cây ăn quả theo hướng hàng hóa. Riêng đối với các vùng trồng chuối bị bệnh vàng lá Panama gây hại nặng, các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình chuyển đổi sang cây trồng khác để cải tạo đất sạch nguồn bệnh, đồng thời chuyển đổi đất trồng cây giá trị thấp sang trồng chuối hàng hóa. Chủ động đối phó với tình trạng nắng nóng đến sớm và bất thường như hiện nay, công tác phòng chống cháy rừng được ngành chuyên môn và các địa phương chú trọng. Với phương châm 4 tại chỗ, các ủy chính quyền và người dân các xã, thị trấn trong huyện Mường Khương quyết tâm bảo vệ gần 25.000 hecta rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Dù đang bận rộn vụ gieo ngô, tuy nhiên những ngày này ông Phùng Văn Bích, tổ bảo vệ rừng thôn Ngải Thầu vẫn cố gắng sắp xếp thời gian, vận động bà con trong thôn cùng tham gia tuần tra bảo vệ rừng, đồng thời tích nước mưa phục vụ sản xuất, hạn chế thiệt hại do nắng nóng. Mùa khô hạn, chúng tôi tuyên truyền để bà con nhân dân đốt nương thì phải đốt từ trên xuống dưới, và những cái hố nước ấy, thứ nhất là tưới nước cho cây lâm nghiệp và cây hoa màu, thứ hai là
để phòng cháy chữa cháy rừng. Xa biên giới Dìn Chin có hơn 1.000 hecta rừng, trong đó khoảng 700 hecta rừng phòng hộ và gần 350 hecta rừng sản xuất. Với gần 100% hộ dân sản xuất nông lâm nghiệp, do thời tiết nắng nóng lại chung với thời điểm bà con đang tập trung thu dọn thực bì, đốt nương gieo hạt, nguy cơ cháy rừng rất cao. Do vậy, các biện pháp phòng chống cháy rừng được đặc biệt quan tâm. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với biên phòng là thường xuyên tuần tra, kiểm tra những cái khu vực biên giới và những khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao. Thường xuyên là cũng gửi cái bản tin cảnh báo cháy rừng đến cho các thôn, và hiện tại các thôn đều cũng có nhóm Zalo thì cũng gửi cái bản tin cảnh báo để cho trưởng thôn phát trên, để trưởng thôn gửi cho nhóm đến tới các hộ dân. Mường Khương có tổng diện tích rừng 25.000 ha, gồm hơn 16.300 ha rừng phòng hộ và trên 9.300 ha rừng sản xuất. Qua rà soát, hiện mỗi xã có 2 đến 3 điểm nguy cơ cháy rừng rất cao do lớp thực bì dày, rừng tái sinh nhiều cỏ tranh, lau lách. Chủ động các biện pháp bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng được chỉ đạo triển khai đồng bộ sát với điều kiện sản xuất, canh tác của người dân địa phương. Địa bàn huyện Mường Khương thì cơ bản mỗi xã cũng có tầm 2 đến 3 cái điểm là nguy cơ cháy rừng rất là cao, vì cái thực bì ở đó là cái thứ nhất là cái rừng tái sinh, cái cỏ tranh nó lách nó rất là lớn. Và cái công tác chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy này chúng tôi cũng đã xác định đây là cái nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Do vậy chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng địa bàn bám sát địa bàn để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng với cái phương châm là 4 tại chỗ, để cho xã biết nắm được cái vai trò trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Hạt kiểm lâm huyện cũng đã kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng tại 3 cấp huyện, xã và thôn bản với tổng số gần 3.000 thành viên. Rà soát, bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy rừng tại 16 trên 16 xã. Các địa phương tổ chức trên 100 buổi tuần tra, đồng thời phối hợp với lực lượng kiểm lâm đẩy mạnh tuyên truyền tại tất cả các xã, thị trấn, nhất là ở địa bàn trọng điểm, giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức cùng chung sức bảo vệ tài nguyên rừng. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 1277 ngày 22 tháng 3 năm 2024 về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 như sau. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 6 năm 2024. Cụ thể, ngày 26 tháng 6 năm 2024 làm thủ tục dự thi, ngày 27, 28 tháng 6 năm 2024 tổ chức coi thi, ngày 29 tháng 6 năm 2024 dự phòng. Thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 dự kiến vào 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2024. Sau đó các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh. Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ thuật về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 cho tất cả các địa phương. Các mốc thời gian cụ thể triển khai tổ chức kỳ thi từ cấp bộ đến các địa phương được quy định cụ thể tại công văn số 1277. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 về cơ bản được giữ ổn định như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong quy chế để đảm bảo thống nhất trong quá trình tổ chức thi trên phạm vi cả nước. Tiếp tục chương trình, nguy cơ ô nhiễm từ rác thực phẩm không phân loại. Tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt trong trận động đất tại Đài Loan, Trung Quốc. Quý 1 năm 2024, các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam đã xuất khẩu sang hơn 80 thị trường, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm mặt hàng cá ngừ đóng hộp mang về nguồn kim ngạch hơn 196 triệu đô la Mỹ. Theo các chuyên gia thị trường cá ngừ, năm nay các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu ngay từ đầu năm. Các sản phẩm cá ngừ đã xuất sang hơn 80 thị trường, tăng 10 thị trường so với cùng kỳ năm ngoái. Dù khởi sắc, nhưng sản phẩm cá ngừ Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn bởi thẻ vàng IUU về chống khai thác bất hợp pháp, khiến cho truy xuất nguồn gốc thủy sản xuất khẩu bị đình trệ. Các doanh nghiệp phải nỗ lực rất nhiều để có nguồn nguyên liệu cá ngừ cả trong nước và nhập khẩu minh bạch.
Hiện nhiều ngân hàng đã đồng loạt đưa ra gói vay mua nhà lãi suất ưu đãi chỉ từ 5 đến 6% một năm, áp dụng từ 6 đến 36 tháng đầu tiên. Nếu so với mức lãi suất tiết kiệm phổ biến kỳ hạn 12 tháng thì lãi suất cho vay hiện ngang hoặc chỉ cao hơn 1%. Đối với nhóm ngân hàng quốc doanh, hết thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi cho các khách vay cũ rơi vào khoảng 9 đến 10% một năm, còn các ngân hàng tư nhân vẫn neo ở mức trên 12% một năm. Nhóm ngân hàng này cũng đang áp dụng lãi suất cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, vay tiêu dùng, vay mua nhà ở dao động mức 5 đến 7% một năm tùy kỳ hạn. Với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất vay mua nhà được áp dụng trong khoảng 5 đến 6% một năm, hết thời gian ưu đãi, hầu hết lãi suất thả nổi và điều chỉnh định kỳ. Theo hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, rác thải thực phẩm là một trong số những loại bắt buộc người dân phải thực hiện phân loại tại nguồn. Thế nhưng, đáng nói, rác thực phẩm, chủ yếu là thức ăn thừa bỏ đi, chiếm lượng lớn trong thùng rác mỗi gia đình lại chưa được xử lý đúng cách, vừa lãng phí, vừa tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Là một chuyên gia về lĩnh vực môi trường, nên từ lâu bà Kim Tuyến đã hình thành cho mình và người thân thói quen phân loại rác tại nguồn, trong đó có phân loại rác thực phẩm. Thế nhưng tại nơi bà sống, mặc dù đã có quy định và các hộ dân cũng được tuyên truyền nhiều lần, nhưng không phải ai cũng thực hiện phân loại rác. Phải đến 40% các gia đình là do cái ý thức của họ còn kém, cho nên họ vẫn còn vứt rác chung, với lại nói họ cũng cứ phát biểu rằng là phân loại rác xong rồi cuối cùng xuống dưới kia vẫn cho là một. Không có quy định cụ thể, không biết vứt ở đâu và không biết xử lý như thế nào đã khiến cứ khoảng 10 tấn rác thải thì có đến hơn 1/3 là rác hữu cơ không được xử lý phù hợp. Điều này gây nhiều nguy hại cho môi trường. Tăng lượng rác lên một cách rất là nhiều, gây các cái chi phí để thứ nhất là vận chuyển cái thải để xử lý. Theo hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, rác thải sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân sẽ được phân loại theo 3 nhóm: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác. Thế nhưng hiện nay, chính đơn vị thu gom cũng gặp nhiều khó khăn. Nguyenco cũng đang chờ thành phố đầu tư cơ sở hạ tầng, cụ thể là như các nhà máy xử lý cái chất thải thực phẩm, mình vẫn gọi là chất thải hữu cơ. Nếu mà giờ chúng ta tuyên truyền vận động nhân dân phân loại mà chưa có cái đầu cuối, chưa có nhà máy xử lý và cũng là chở đi tất cả vận chuyển lên trên bãi phế thải sẽ lãng phí cái công sức phân loại của người dân. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, cả nước sẽ đồng loạt bắt buộc thực hiện phân loại rác tại nguồn. Vì vậy, các địa phương, cơ quan chuyên môn cần có những giải pháp phù hợp hiệu quả. Người dân cần có ý thức phân loại rác tại nguồn, để rác khi được phân loại sẽ trở thành tài nguyên, còn không rác sẽ chỉ là rác và là nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 4, phong trào Hồi giáo Hamas đã đưa ra cam kết tuân thủ các điều kiện ngừng bắn tại giải Gaza, trong đó bao gồm cả việc Israel cũng phải tiến hành du quân. Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh khẳng định các bên cam kết thực hiện các yêu cầu gồm ngừng bắn vĩnh viễn, Israel rút toàn bộ lực lượng ra khỏi giải Gaza, tạo điều kiện để những người dân đi lánh nạn được trở về nhà, cho phép thực hiện mọi hoạt động viện trợ cần thiết cho người dân ở Gaza, tái thiết vùng lãnh thổ này, dỡ bỏ phong tỏa và đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa hai bên. Trước đó, Israel tuyên bố chưa quan tâm tới thỏa thuận ngừng bắn tạm thời để Hamas thả những con tin mà phong trào này bắt giữ sau cuộc đột kích Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ngày 3 tháng 4, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra thông báo cho biết đã chấp nhận xem xét đơn kiến nghị của Ủy ban Bầu cử Thái Lan về việc giải tán Đảng Tiến bước. Tuy nhiên, đảng này cũng có 15 ngày để nộp đơn kiến nghị. Thông báo cũng cho biết Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã khẳng định có bằng chứng cho thấy Đảng Tiến bước có hành động theo cách như thể muốn lật đổ chế độ quân chủ. Hành động này được cho là vi phạm Điều 92 của luật cơ bản về các đảng phái chính trị, trong đó cho phép tòa án có quyền giải tán bất kỳ đảng nào được coi là mối đe dọa chế độ quân chủ lập hiến.
Trước đó, ngày 12 tháng 3, cơ quan đăng ký đảng chính trị của Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã đệ đơn yêu cầu giải thể đảng Tiến Bước sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết rằng những nỗ lực không ngừng của đảng Tiến Bước nhằm thay đổi Điều 112 của Bộ Luật Hình sự, còn được gọi là luật khi quân, cho thấy ý định phá hoại chế độ quân chủ lập hiến. Chiều ngày 3 tháng 4, tại tỉnh Luang Prabang, Bắc Lào, đã diễn ra lễ khai trương hệ thống thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR code giữa hai quốc gia Lào và Thái Lan, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, đổi mới và tiếp cận các dịch vụ tài chính vì lợi ích của người dân hai nước. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lào khẳng định việc thanh toán xuyên biên giới bằng đồng nội tệ giữa Lào và Thái Lan thông qua việc quét mã QR là bước tiến quan trọng trong sự phát triển của ngành tài chính Lào, bởi Thái Lan là đối tác thương mại số 1 của nước này. Điều này không chỉ giúp các giao dịch tài chính được đẩy nhanh hơn, an toàn và hiệu quả hơn, mà còn giúp người dân cũng như doanh nghiệp hai nước dễ dàng chuyển tiền về nước, đồng thời giúp thúc đẩy giảm sử dụng tiền mặt trong xã hội và giao thương. Liên quan đến trận động đất mạnh xảy ra tại Đài Loan, Trung Quốc, sáng ngày 3 tháng 4, hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được các lực lượng chức năng Đài Loan tích cực triển khai. Nhà chức trách Đài Loan, Trung Quốc cho biết các đội tìm kiếm đã dọn sạch những khối đất đá ở dưới một tòa nhà bị sập ở thành phố Hoa Liên để tìm kiếm những người sống sót. Tính đến nay, đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 900 người bị thương trong thảm họa động đất, trong khi vẫn còn nhiều người hiện đang mất tích. Theo thống kê, ít nhất 26 tòa nhà đã bị sập với hơn một nửa nằm ở Hoa Liên gần tâm chấn. Nhiều trường học và công sở phải tạm ngừng hoạt động sau trận động đất kinh hoàng này. Cơ quan chức năng cho biết hệ thống cung cấp điện và tàu điện ngầm đã hoạt động trở lại, trừ hệ thống đường sắt cao tốc cần tiến hành đánh giá thêm. Dự báo thời tiết các địa phương trong tỉnh ngày 4 tháng 4 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm trung bình trên 70%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm trung bình trên 70%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió tây nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 60%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.